Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Amber đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series giải mã mini world nha. Bởi vì mình thấy là các bạn rất là thích series này trên kênh của mình. Và mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn đã ủng hộ cho kênh mình đạt được 130 sub. Tiếp theo là 150 sub nhé, cảm ơn các bạn. Thì ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên là kéo xuống phần mô tả. Ở đó có những cái link dẫn đến các trang mạng xã hội của mình như là TikTok, Facebook và Instagram. Các bạn nhớ cho mình một theo dõi nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu game thôi nào. Dạo gần đây có một tựa game rất là hot mang tên là tựa game Poppy Playtime. Nhưng mà khổ nổi một cái là nó tính phí các bạn ơi. Nếu không thì mình cũng chơi rồi. Thì mình cũng đã làm một video chơi Friday Night Funkin đấu với Poppy. Thì các bạn nếu mà chưa xem thì các bạn hãy tìm video đó và xem nha. Nhưng đó là phiên bản Friday Night Funkin. Còn bây giờ thì mình sẽ mang đến cho các bạn Poppy Playtime, nhưng mà là phiên bản mini world nha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, mới đầu vô thì mình vẫn chưa thấy được thông tin map hay là UID của chủ map cả. Thì có lẽ là cuối video thì mình sẽ để UID chủ map nha. Hình như là cái này là cái máy vi tính hay sao ấy. Map này cũng đẹp ghê luôn ta. Có một cái đường đi qua bên đây, không biết là đường gì. Ở trên nó có một cái dấu hiệu hình như là cái bàn tay màu xanh dương, mà mình không đi qua được cửa này. Có lẽ là có một đường khác. Ok, vậy thì còn cái cửa này thì sao? Cái cửa này cần cái cần gạt, nhưng mà mình vẫn chưa có cần gạt, mình bắt buộc phải đi tìm. Kiểm tra ở đây coi có gì không đây. Hình như là không có gì cả. Các bạn ạ, vì đây là map giải mã kinh dị cho nên là các bạn nào bị yếu tim thì các bạn đừng nên xem video này nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều thể loại game hơn chứ không phải là dừng ở thể loại kinh dị không đâu nha. Cho nên là các bạn hãy theo dõi mình, cho mình một nút đăng ký. Mà đừng quên là bật cái chuông thông báo để khi mình có video mới thì các bạn có thể vào xem nhanh nhất nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mình phải tìm cần gạt. Hơi bị khó đây. Chỗ này thì sao đây? Mình thấy có một cái room bên dưới nè. Để mình kiểm tra thử. Ok, ở đây có một cần gạt luôn. Vậy là mình có thể mở được cái cửa kia rồi. Nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra hết cái chỗ này cho nó chắc. Bởi vì đối với những map giải mã thì các bạn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tại vì có khi người ta giấu nhiều hơn một cái cần gạt. Mình tìm được một cái rồi xong mình đi ra, có khi là mình bỏ lỡ mất một số đồ hay ho đó các bạn. Cho nên là mình vẫn phải kiểm tra kỹ thì hơn. Và mình vào được một cái phòng trông như là phòng camera ấy. Cái này là cái gì mình cũng không rõ. Chỗ này có một cái rương để là bàn tay màu xanh nè. Mình lấy nhiều nhiều một chút đi, bởi vì cái tính của mình nó hơi bị hậu đậu quá mấy bạn. Cho nên là mình lấy nhiều nhiều để hồi có lỡ mình quăng bậy bạ đi đâu đó thì mình còn có cách mà xài. Mình có thể dùng được nè. Mình tưởng đâu nó chỉ để làm mô hình thôi chứ. Hay thiệt ý. Cái này cái gì ta? Mới có mấy cái nút nè. Hình như là người ta dùng để trang trí thôi chứ không có tác dụng gì cả. Quay lại cái chỗ hồi nãy nè. Cái chỗ này cần cái bàn tay màu xanh. Mình còn phải ném cái bàn tay màu xanh vô nó mới mở cho mình. Cũng hay phết nha. Tiếng gì vậy ta? Chắc mình nghe nhầm á. Hất ghi nè các bạn. Trời ơi, người ta say như thiệt luôn á. Đẹp quá trời luôn. Mà không biết nó di chuyển được không ta, hay chỉ là đứng ở đó cho vui thôi, mô hình thôi. Tốt nhất là anh đứng ở đây đi anh ơi, anh đừng có di chuyển nha, sợ quá. Mình có thể ôm chân bạn được không? Bộ bạn cao quá trời luôn á, mình cao không bằng cái chân nó luôn á mấy bạn. Hất ghi mà dùng cái chân đạp mình một phát thôi là mình dẹp lép như con tép luôn á. Trời ơi, cao quá trời cao. Con này chắc 2 mét quá mấy bạn. Hất ghi quốc ghi năm 1984 là một con búp bê được nhiều người thích và nó sẽ giữ bạn suốt đời. Oh my god. Thôi bạn ơi, bạn tha cho mình. Yeah, tụi mình là anh em, đập tay cái nào. Ghê quá mấy bạn ơi, nó nói là nó sẽ giữ mình suốt đời. Mình không biết là mình dịch đúng hay sai. Mình mong là mình dịch sai chứ mình tự giả mình. Ghê quá. Hất ghi à, tụi mình là anh em mà, có phải không? Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà bạn sẽ bảo vệ mình chứ. Bạn đừng hù dọa mình chứ. Mình sợ lắm bạn à. Thế ở đây có những cánh cửa. Có rất là nhiều cửa, mình không biết đi đường nào cả. Chỉ có cái đường này là mình mở được, tại vì mình có cái bàn tay xanh thôi. Vậy mình sẽ đi cửa này trước nha. Ủa sao nó không mở? Ủa kỳ vậy.
À, mình nghe cái tiếng gì gớt á bạn ơi. Ra là cái chìa khóa bạn cho mình nè. Đấy, các bạn thấy anh em của mình chưa? Bạn ấy sẽ không hù dọa mình đâu. Ê, bây giờ mình có chìa khóa rồi, mình có thể vô được cái phòng năng lượng. À, bạn ơi, bạn đứng ở đó nha, bạn chờ mình xíu. Ủa, mà vô phòng này mình cần phải làm gì ta? Ở trong mấy cái gương này không biết có đồ không ta. Thôi kệ, mình cứ kiểm tra cho chắc. Không có gì hết, mình tưởng đâu có vàng có bạc gì trong đây chứ. Chán thế nhờ, toàn là rương trống không. À, đây rồi, vàng đây rồi. Đây không phải là vàng mà đây là cần gạt. Nhưng cần gạt ở trong hoàn cảnh này thì chính là vàng đó các bạn. Có khi là kim cương luôn ý. Không biết là trong mấy cái gương này còn cần gạt nữa không ta. Kiểm tra hết cho chắc. Không biết là trong shop này có bán đồ gì không. Có gì thú vị không. Chán chứ nhờ, shop không bán gì hết. Ok, bây giờ mình có cần gạt rồi, mở rồi. Ủa dồi, cái gì hết. Hết hồn. Trời ơi, tự nhiên sáng trưng. Ok, đi từ từ thôi nha. Chỗ này mình nghi là có biến đó. Từ từ chậm rãi khoan thai nào. What? Oh no. Ai đem bạn mình đi đâu mất tiêu rồi. Người anh em của tôi ơi. Anh bạn đi đâu rồi. My god, ghê quá. Chắc là ai bưng nó đi thôi các bạn ơi. Làm gì mà nó biết đi được. Nó là con gấu bông mà. Chắc người ta bưng nó đi sửa chữa hay sao á. Chứ sao mà nó biết đi được. Ủa, cái tay màu xanh màu vàng này quen quen vậy ta. Hình như của bạn mình đúng không. Hello, konnichiwa. Are you okay? Oh no, oh no, not okay chút nào. Ghê quá hả. Cái gì đây, sao mày vậy. Trời ơi, bây giờ mình không còn đường nào để đi luôn á. Mình vừa thấy cái tay nó từ trong đây ra mà mình phải bắt buộc vô đây à. Oh no. Các bạn hãy cho mình một like để cho ơi cổ vũ tinh thần của mình nha. Trời ơi, ghê quá, cái gì đấy. Oh no, không được giả tôi không sợ nó đâu. Tôi không sợ. Ủa, chỗ nào đây. Ủa, đây là ai, tôi là đâu. Ủa lộn, tôi là ai, đây là đâu. Tại sao tôi lại ở nơi này. Nhưng mà cái đường kia không đi được. Bây giờ mình bắt buộc phải đi đường cầu thang này đây. Ok, đi đường cầu thang cho giảm mỡ. My god. Cái gì thế, mình thấy cái câu này là mình sụp ký luôn á, chứ giảm gì nữa. Ôi trời ơi, tha cho tao đi mà. Mình tưởng chúng mình là anh em. Oh no. Anh em gì tầm này nữa các bạn ơi. Bây giờ hơn ai nấy lo rồi. Anh em gì nữa. Mình không ngờ nó hù mình vậy luôn á. Khiếp thiệt sự. Ây ôi, làm mình hết hồn hú vía luôn. Ôi ôi, ghê quá à, đau tim muốn chết luôn. Bây giờ mình cần phải làm gì. Mình cứ kiểm tra mấy cái gương này trước đã. Mình mong là nó sẽ không hù mình nữa. Trời ơi, mới hù rồi mà hù nữa, chắc mình đứng tay mình chết luôn á. Cái cửa này không qua được. À, có cái gì dưới đây nè. Sao qua mắt được mình. Ok. À, cái cửa này hình như là mình chọn cái tay vô nó mới mở. Nhưng mà không qua được. Mình cần tay đỏ. Cái lỗ chút xíu như này làm sao mình chui qua được. Trời ơi, cái thân mình bự quá mà. Mình phải giảm cân thôi. Nhưng mà nãy mình thấy cái con kia mình sụt mấy ký luôn rồi á. Nhưng mà mình vẫn không chui qua được. À, tức ghê nhờ. Trời ơi, đi lại cái cầu thang này mình ám ảnh luôn á. Hồi nãy nó đứng ngay đằng đây luôn. Gần lắm luôn á. Trời ơi, kinh hồn bạc vía. Ok, gác chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ mình đã có tay đỏ rồi. Bây giờ mình có thể đi ra được rồi. Đừng có hù em nha anh trai. Tuy rằng chúng ta không còn là anh em, nhưng anh cũng phải nên nhớ mình đã từng có tình xưa nghĩa cũ chứ anh trai. Ồ, mình chui ra được chỗ nào luôn này. Vip thiệt sự. Cái này gì đây. Mát. Mát gì á. Từ từ, để mình ghe ra mình coi thử. Hình như là make a friend, làm một người bạn. Ok. Hồi nãy anh hù em cho đã, bây giờ anh lại muốn làm bạn lại với em hả? Không có đâu nha. Không có đâu, nằm mơ đi nhiên. Ở trong kia có một cái rương nhưng mà mình lại không lấy được. Làm sao bây giờ, cái cửa này nữa, làm sao để mở. Làm sao mình có thể đủ cao leo lên đó. Khoan đã, làm gì thì làm, luôn hồi sinh cái đã.
Need power, cần năng lượng. Ok, cần năng lượng. Là mình phải kiếm cái cục màu vàng vàng đó hả? Ok, không biết nó ở đâu. Mình thấy bên đây có cái cầu thang nè. Mình sẽ đi lên cầu thang coi thử hay coi có gì. Trời ơi, mỗi lần đi cầu thang ám ảnh cái cảnh hồi nãy luôn á. Ghê quá trời ghê. Hả? Bây giờ là mình phải bắt cua qua bên kia á hả? Tại sao xa quá vậy? Ôi dồi, mình bắt cua khá là gà luôn ý. Làm sao để qua bên kia bây giờ? Trời ơi, xa thế. Ủa trời, lắc hay ghê chưa kìa. Ok. Trời, mà mỗi lần mình té là mình phải leo lên lại cầu thang hả? Trời ơi, mắc mệt ghê luôn á. Cố lên nào, mình sẽ qua được bên kia thôi. Yes, yes, mình đã qua được rồi. Ôi dồi, hên thế. Trời ơi, còn phải nữa hả? Oh no. Trời ơi, không có lưu hồi sinh, nó ác ghê luôn á. Ok các bạn ạ, sau một hồi ngồi bắt cua mệt mỏi thì cuối cùng mình cũng đã lấy được cái cục này rồi. Trời ơi, mình ngồi cỡ chừng 30 phút luôn ý. Rồi ôi, lâu thế chứ lì. Mình mong là cái cục này sẽ đền đáp mình xứng đáng. Rồi ơi. Ok, không, bây giờ thì hoạt động rồi ha. Nghe tiếng máy móc quá trời luôn. Không biết là hoạt động cái gì đây. À, cái cửa bên này mở cho mình lấy được cái gương rồi nè. Ôi, trong gương có cái con gì nhìn hài ghê chưa. Nó nhìn giống con hổ nhưng mà tại sao nó lại có sừng vậy. Trời ơi, nhưng mà mình phải đặt ngay chỗ này. Tại nãy mình thấy có chỗ để đặt nè. Bây giờ nó mở cửa này. Ok, bây giờ đi vô thôi nào. Ok. Ơi, cái gì thế? Oh no no, kẹt 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 kẹt. Oh, lẹ. No no no, anh bạn à, anh bạn à, anh bạn hãy tha cho tôi. No 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 no. Tuyệt đối không được quay đầu lại, không được quay đầu, không được quay đầu, không được quay đầu, không được quay đầu, chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn đi. Ơ, nó kìa, nó kìa. A. No. Trời ơi, mình đã chui vô đây rồi mà nó còn ám sát mình nữa. Oh no, mình phải thử lại mới được. Bây giờ nó mà xuất hiện là mình chạy liền nè. Ok, chạy. Lẹ lên. Trời ơi, vác chân lên cổ mà chạy. Trời ơi, nó đánh đau lắm luôn á, nó quýnh một cái là chết luôn ấy. Cố lên nào, nhất định không để bị đánh. Nhanh nào. Bây giờ ở cái đoạn này nó sẽ hiện ra, bây giờ mình phải chạy lẹ. Ui, chạy lẹ lên. No, lại nữa rồi. Trời ơi, nó nhanh lắm luôn á mấy bạn ơi. Làm cách nào để cho mình chạy nhanh hơn nó vậy? Mình sẽ thử lại thêm một lần nữa. Mình không tin là mình không trốn được con này. Ui, nó xuất hiện kìa. Chạy lẹ. Ôi giời ơi, lẹ lên. Bây giờ tao vô đây rồi, mày làm gì được tao? Ui, cái con trong đây mới khó nè, nó nhanh lắm luôn ý. Cố gắng lên nào, không được nhãn lòng. Ê lộn, nản lòng. Chuẩn bị tinh thần nè. 1, 2, 3, chạy. Ý, bắt chân lên cổ mày chạy. Trời ơi, tùm lắm đường vậy. Không biết đường nào là đường nào luôn á. Thôi mình cứ quẹo theo bản năng đi. Trời ơi, quẹo theo linh tính mách bảo. Thầy cơ ơi, thần tiên của bộ câu. Trời ơi, đã đói thì còn thêm cái nhạc nữa. Chết luôn. Thôi không biết đi đường nào, mình cứ đi đại. Ơi, nó kìa. Ê, nó kìa. Ôi trời ơi, nó chặn đầu mình ơi. Trời ơi, mở cửa nhanh lên. Mở cửa. Ôi trời ơi, lẹ. Ủa, chỗ nào đây, mình thoát chưa? Mình thoát chưa? Chắc là thoát rồi á, tại mình không thấy nó đâu nữa. Ok, chỗ nào đây? Ơ, mình mới thấy gì đó, hình như nó rơi xuống đúng không? Hình như nó rơi xuống gì phải. Để mình lại xem thử. Hình như nó rơi xuống đây á. Á, à, mình cũng rơi luôn. Ôi dồi ôi, hên là nó cho mình quay lại chỗ này á. Chứ mà quay lại cái đoạn ngược rưỡi hồi nãy là thôi, mình nghỉ game luôn nha. Ờ, có cái cửa gì nè, để lại xem thử. Ồ, phòng ai đây? Sang trọng thế nhờ, nhìn royal ghê luôn á. Cửa gì đây? Hả, cửa gì mà mở đâm đầu vào tường thế này? Còn cửa này cửa sắt không qua được. Wow, nhiều đèn thế. Ồ, ở cuối cái hành lang này có thêm một cái phòng nữa nè. Ồ, Edas Puppy. Từ từ mình muốn xem cái tủ này có gì. Trời ơi, lại là cái tủ đâm đầu vào tường. Ok, mở cửa cho Puppy nào.
Ok, vậy là mình đã win map rồi các bạn ơi. À, đây là thông tin của map nè. Map đến từ Thái Lan, người làm là A Cung. OID là 16784513 nha. Cảm ơn các bạn đã chơi map Thái. Ok. Thì cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi cái con Husky đó rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó làm mình khiếp tim mấy lần luôn ý. Ừ, thật là tức giận quá đi mà. Ok, video của mình đến đây là đã hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share cùng một comment là UID map mà mình nên chơi tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Ember, xin chào và hẹn gặp lại.